Rồi anh em ơi, hôm nay em gửi hàng tủ chống sốc về. Đó, anh em vào xem video mua hàng nha. Đấy thì hôm nay bên em về được mấy mẫu như anh em bây giờ anh em đang xem đấy. Đó thì anh em tiện tay đăng ký kênh để cập nhật những mẫu mới nhất bên em. Đó thì bên em chỉ kinh doanh những cái mặt hàng là tủ chống sốc như vậy thôi, chứ không mẫu 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 đời mới này thôi, chứ không kinh doanh mấy cái mẫu đời cũ nữa. Đó, nên anh em nào vào xem video được thì đó thì thấy cái hợp lý cái nào thì anh em mua nha. Đấy, là số điện thoại bên em nha. Đó, bên em có hai số điện thoại. Đó, anh em mua hàng thì liên hệ với hai số này. Đó thì hàng đồng kiểm rồi, ok rồi, anh em được kiểm tra hàng, được cái thanh toán đó. Rồi bây giờ em sẽ không để mất thời gian của anh em nữa, bây giờ em sẽ vào cái chi tiết cái từng cái sản phẩm, từng cái mẫu và báo giá cho anh em, để anh em dễ mua bán và dễ tham khảo. Rồi thì trước tiên là bên em có cái mẫu màu đen. Màu đen là túi chống sốc, này là túi chống sốc cử đời mới nha. Đó, màu đen thì đó, trên này là cái ngoại hình của nó. Ngoại hình của nó như thế này đây. Đây, ngoại hình của nó là có gồm có dây kéo này. Đây, màu đen. Cái này thì bên em có 3 mẫu là 85, 1 mét và 1 mét 2. 85 nhưng mà để em đo kích thước luôn. Từ từ kích thước đo sau. Mẫu này là theo thông số là 85 85 cm. Đó, thì cái ngoại hình của nó là đây, ngoại hình của nó đây. Đó, anh em nhìn kỹ này. Đây, ngoại hình, về bên ngoại hình của nó là có túi, có 3 cái túi. Để anh em bỏ cái gì bỏ. Đây. Đó, túi này. Một túi này. Đây, ngoại hình của nó. Túi thứ hai cũng y như vậy. Đó, túi này là túi nhô anh em nha. Đó. Họ may là may may sát vào nhưng mà nó có phần nhô ra đó. Anh em có thể bỏ được những thứ mà anh em cần thiết đây. Anh em mình bỏ gì bỏ. Rồi, ba phần nhô. Cái phần này là phần để em mở kéo ra. Đấy, phần này là phần túi. Túi ngồi. Túi lớn, túi ngồi. Thì cái mẫu nào nó cũng cùng cùng một cửa đi hết, thì em quảng cáo cái này thì cái kia nó cũng giống nhau, nhưng mà nó khác nhau về kích thước và chiều dài thôi. Đấy. Rồi, trong này nó sẽ có đây. Đó anh em này. Đây là mút nha anh em. Trong này nó có cái mút mút chìm. Đó, những cái mẫu đời cũ ngày trước là có nó cái mút mút bông nó sù 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 ra nó xấu. Nhưng mà cái nó mút này là mút chìm mà họ đã may chìm bên trong rồi. Đây. Còn cái này là cái đây, chỗ này anh em có thể kẹp được cái những cái thứ gì anh em cần kẹp đây. Xong là anh em kẹp lại. Đó, rất tiện lợi. Rồi, đây là cái phần 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 túi ngồi. Phần túi ngồi này thì để em đo luôn kích thước cho anh em. Phần túi ngồi này là nó chiều dài của nó là 63. 63 cm. Mấy? 63 đây, 63 cm. Đó, giờ này để đo kích thước cho anh em dễ lựa chọn. Đó, túi ngồi của nó là kích thước của nó là 25. Đó, anh em xem kỹ video nha. Đấy, em nói đó, nhiều lúc là anh em hỏi lại, gọi điện lại hỏi lại em lại quên. Anh em cứ xem kỹ video, thích hợp cái nào thì anh em mua cái đó. Đó. Rồi. Đó, phần túi ngồi. Để em kéo lại. Đó, video này thì hơi dài một tí, anh em cố gắng xem hết video nha. Đó, cái mẫu nào anh em cần mua thì anh em cứ lướt cái đó để anh em mua, mua cho nó dễ. Thì phải dễ mua bán. Rồi, bên trong này. Đây. Là nó phần cũng là phần mút, mút chìm. Đấy, mút chìm này anh em. Đó, mút chìm này lại rất dài. Đó, cái mút chìm của nó dài khoảng cỡ chừng này đây, rất dài. Đó, cái này thì nó cũng vẫn có cái đồ cho anh em, đây, mấy cái này để cho anh em kẹp lại. Đó, anh em ví dụ như anh em bỏ cái cây củi hay cái cây cần câu hay cái gì vào trong đây này, anh em kẹp lại. Đó, dán lại, rất chắc chắn, nó không giống như cái mẫu đời cũ này ngày trước. Đó, đây, còn cái này là cũng, đây, cái này anh em có thể rút lại, bỏ vào cái chỗ này rút lại. Rất tiện lợi. Đó, nói chung là nó rất đơn giản mà là tiện lợi, nhưng mà lại chắc chắn và đẹp nha. Đó. Rồi, ra cái mẫu màu đen. Hình thể bên ngoài. Đây là phần mặt bên này. Đó, tay này sẽ có hai cái túi nữa. Rồi, rất nhiều túi. Rồi, rất nhiều túi cho anh em bỏ. Rồi, túi này túi thật chứ không phải túi giả nha. Túi này là túi thật hết, may túi thật hết. Đó. Rồi, cái phần này phần đeo lưng, túi đeo lưng. Đây. Anh thấy chưa? Đây, nó có hai dây đeo lưng này. Đó, anh em có thể đeo lưng. Đây, em sẽ đeo cho anh em xem. Đây. Đấy. Đó. Rất chắc chắn cái này anh em có thể nới ra được. Đấy. Cái quần cái áo thì anh em mua cái này nó cũng đó, nó cũng rất đắt tiền, nhưng mà cái bộ này á, đây. Bộ này thì anh em đây anh em xem kỹ nha, túi đeo lưng sắp tay. Đó, đeo trái là đeo che kéo lưng này, đó, anh em nào to sát thì kéo này ra, còn em là người nhỏ nên em đeo vừa tầm như này thôi. Đấy, còn túi ngồi nữa. Đó, nó cũng như vậy. Rồi, cũng ngút luôn. Rồi, sản phẩm thì chỉ có vậy. Đó, anh em mua cái quần áo, thì đó, anh em nhìn kỹ như này. Rồi, đồng giá hết cho này là 358 bao ship nha. Đó, giá bây giờ em nhập vào là 358 bao ship. Đó, cái nào cũng 358 bao ship, từ 85, 90 đến 1,2 là đều là 158 bao ship hết. Đó, cụ thể cái này. Màu này màu đen nha. Màu đen.
Đó, cái quần áo mà anh em mua như vậy thấy, thấy giá trị không? Đó, cái này là 358 bao ship không mắc. Rồi, mẫu này 358 bao ship, rồi chiều dài. Thì đó em nói 85 là kích thước thông số của nhà sản xuất đưa ra là 85 cm, nhưng mà đo thực tế. Khi mà đo thực tế, em đo thực tế cho anh em xem. Ủa, cái này 90 không? Cái này 90 rồi, cái này là mẫu 90 rồi, còn còn loại 85 nữa. Mẫu này là 90 95 rồi. Đó, thông số của nó là 17 này, cái này thông số 17 này. Nhưng mà về tới mình là nó không biết nó ăn sao còn có 94, nói chung là khoảng cỡ 94 là gần như 17 đấy. Còn cái kia là 85 thì còn 83. Đây cái mẫu này này rồi. Đấy, những cái màu này là màu gì ta? Màu này màu gì? Xanh. Màu xanh, màu này gọi là màu xanh đi. Màu xanh cho nó xanh màu bỉ cho nó dẫn đi. Đây, cái mẫu này thì chiều dài của nó là 85 này, chuẩn 85 này. Đây này thấy này. Chuẩn 85 cm. Đó. Bề ngang em sẽ đo. Rồi, bề ngang. Bề ngang là đây. Đó anh em nào mà đó, bề ngang là 30. Đó anh em canh cái kích thước để mình anh em mua cho khỏi nhầm nha. Đó, em báo. Em báo thì em báo đó thông số chi tiết. Đó, anh em nào mua thì cứ xem kỹ video. Đó. Mình xem bỏ thời gian mình xem chút, mua về mình dùng được không có đổi thì mất công thời gian của anh em. Đó cũng như của em nữa. Rồi, chiều dài thì đó 80 85, còn rộng. Đa số cái này là chiều rộng, kích thước chuẩn của nó là đều là gần 30 hết nha, gần 30 hết đó anh em nào, đó gần 30 hết. Còn mà kích thước về dây kéo đấy, nó cũng như vậy. Bên trong thì nó cũng như vậy thôi, không khác gì. Đó cũng như, à cái này thì nó khác này. Nó cũng như vậy, khác gì đâu. Không khác một chút nào hết. Đó, anh em xem kỹ màu này. Thấy chưa? Đó, dây chéo đeo lưng này. Túi này, còn bên trong là cũng như vậy, cũng 38 bao ship luôn. Rồi một bữa nhậu của anh em nhé, mấy trăng rồi anh em mua cái áo cái quần thì còn trả giá thì bớt xéo được cái mấy cái đầu đồ chơi này thì anh em hợp lý thì anh em mua thôi. Rồi cái này thì cũng là 85 luôn, 95 mua rồi, 95 mm, một mấy coi như một mấy đi, 85 đi. Đó anh em nào đó xem trên kỹ video nha, anh em xem kỹ video nha. Đó, nhiều lúc anh em hỏi là thì em quen, để em do em bán nhiều mặt hàng quá rồi nhiều lúc rồi gọi đi hỏi là quen. Anh em cứ xem kỹ video. Mua cái nào đó, mua cái nào. Rồi cái này là thông số là 1 mét. Cho 1 mét đi. Đó, màu này. Đó, còn cái mét 2. Mét 2 này, chuẩn mét 2 này. Gần như 1 mét 2 này. Gần như 1 mét 2 đây. Đó. Thì mấy cái cấu tạo bên trong nó tương tự như vậy thôi. Còn mét 2 nó sẽ có thêm 3 túi trên. Và hai túi đựng, một túi ngồi. Em màu đen thì cũng có này, 85 một mét và một cái hai. Đây. Túi đeo, dây đeo chéo lưng. Xách tay. Đấy, xách tay. Đấy. Đó. Đây, cái này màu đen thì 85 một mét. Đó, cái những mẫu ở bên đây này anh em đang xem nó toàn là 85 một vế và một cái hai. Anh em chọn cái mẫu nào thì em sẽ gửi hàng cho anh em mẫu đó, đóng hàng gửi đi cho anh em mẫu đó. Tuy là những cái mẫu to, mẫu một vế hai này nó gù ghề đóng gói, nó tiền ship nó cao, nhưng mà em vẫn để đồng giá cho anh em là 38 bao ship. Đó, giá là rẻ nhất thị trường rồi đấy, 38 bao ship. Đây là hai số điện thoại bên em giao dịch bán hàng đó, anh em cứ gọi vào xài hai số này. Cái số này mà Zalo nó bị đầy thì anh em kết bạn Zalo số này, không thì anh em cứ nhắn tin vào gọi điện, mà anh em gọi điện trực tiếp cho nó chốt đơn cho nó nhanh để em gửi hàng đi cho anh em nó nhanh nhất. Đó. Đó, sản phẩm thì có hết như tình hình. Đó. Rồi bên em chỉ kinh doanh những mẫu túi như vậy nha, không kinh doanh cái mẫu túi mà kiểu như túi đàn đấy, túi vuông. Rồi, xin chào anh em nha. Đấy, hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Đấy, chúc anh em mua bán vui vẻ nha. Đây, hàng hóa thì đó, đẹp như vậy đấy, giá cả thì cũng đẹp đó, anh em mà thích thì mua thôi. Cái quần áo thì anh em còn mặc nó rộng, nó vừa cho mấy cái đồ chơi này thì đó, kích thước cụ thể hết rồi. Phía sau này đó, mấy cái này không cũng đỡ giá trị rồi, chứ nói là mấy cái đồ này cũng không đỡ giá trị rồi đây. Đây. Thấy chưa, 38 thì không có mắc đâu. Rồi ok rồi, xin, rồi chào tạm biệt các anh em nha. Đó, hẹn anh em ở những video clip tiếp theo.